Alo. Anh Năm. Tôi Tư Mùi nè. Nè, cho tôi gửi lời chúc mừng anh cái vụ mà anh đi lạc anh tìm được về nhà. Trời đất ơi, tôi nghe nói là ở dưới quê á, bà con á bàn tán xôn xao cái vụ anh đi lạc lắm đó nghe. Cho gửi lời chúc mừng anh đã tìm được về nhà. Đi lạc hồi nào? Gọi điện thoại lên tưởng hỏi thăm rồi, gọi điện thoại lên nói chuyện lãng thúi vậy. Tôi đâu có quẩn. Nè, Năm Năm, cho tôi gặp Tám nói chuyện chút xíu đi. Muốn nói chuyện bà Tám hả? Nói chuyện bà Tám thì kêu bà. Bà Tám. Bà Tám. Gì vậy? Trời ơi, bộ dám tôi chút xíu rồi chịu không nổi thì sao mà tôi đứng trước đi làm gì lam xồm vậy? Tôi thì chịu nổi, có con dê núi nó chịu không nổi, nó điện thoại nó hỏi bà nè. Dê núi nào? Alo. À, Tám hả? Tư Mùi nè. Ừ. Phải không Tám? Khỏe ri, mới gặp bữa trước đây chứ tự nhiên hỏi người ta phía không làm sao. Tôi cũng phải hỏi chứ, yêu quá phải hỏi, quan tâm coi thử, biết đâu rồi để bị chết bất đắc kỳ tử sao. Vô duyên quá trời. Nó tùm xàm tùm lâu. Chuyện gì nè? Tôi muốn mời Tám qua nhà chơi. Ừ. Với lại Tám qua đây đi, có người tôi nói chuyện mới vui nha. Hả? Đi chơi hả? Bà mà đi chơi tôi cũng bỏ nhà tôi đi chơi luôn đó. Tôi đi rồi nào. Muốn đi lắm nhưng mà phải nhà ngồi canh chừng nhà. Ủa? Có nằm nhà rồi Tám coi chừng nhà gì nữa Tám? Tám qua tôi chơi đi. Tôi đợi Tám bên này nha Tám. Nói cậu đó sai rồi, muốn chơi lắm mà không đi được. Alo, Tám ơi Tám. Tám còn nghe tôi điện thoại nói chuyện với Tám không vậy Tám? Alo. Rồi. Thích lắm. Nhưng mà nói đạo ngay á, con gái á phụng đó, nó biểu lại nhà canh chừng tía nó. Làm gì canh? Cái gì? Ủa Tám, Tám làm gì mà phải coi chừng ông Năm? Bộ ông bị bệnh nặng lắm hả? Đâu có đâu. Trời đất ơi, tôi nghe tiếng ông Năm ông nói sang sảng bên lỗ tai tôi mà bệnh cái gì? Là vậy, nó sợ là tía nó buồn. Cho nên nó nói tía đi đâu thì má cũng phải đi theo đó. Để có hai người nói chuyện cho tía con vui. Chứ ông khỏe re, bệnh hoạn gì, xôi xong sổng tụi. Cái miệng ngồi son sỏn luôn á. Son sỏn kệ ta, trù hả? Trù cho tao bệnh hả? Ê, thứ gì? Nói nghe nè, thôi bây giờ vậy nè, bữa khác đi ha. Bây giờ vậy, mai mốt mà rảnh á, Tám qua tôi chơi ha. Vậy thôi nha. Vừa phải thôi, làm gì ta đang nói chuyện điện thoại cái chọt vô hoài vậy. Giờ tôi hỏi bà nè, mắc cái chứng ôn gì? Hả, à, cái chuyện tôi đi lạc mà cha Tư Mùi biết. Ủa? Bà tóc mạch vừa phải thôi chứ. Tóc mạch đi đâu? Ủa ông đi lạc. Thì tôi nói ông đi lạc, đúng không nè. Mà ông á, nghe ông vô ơn lắm, lẽ ra ông phải cảm ơn tôi là tôi đã dắt ông về nhà an toàn. Chứ trời ơi, cảm ơn cái cụ loài. Đàn bà con gái nhiều chuyện. Tôi nói cho bà nghe nha, thằng cái cha Tư Mùi đó là cái thằng cha không bao giờ tin tưởng được nha. Không tin. Nói với chả xong xuôi, chả sẽ đi đồn hết cả cái xóm mình. Rồi ai cũng biết tôi đi lạc. Điều tự nhiên lên Sài Gòn xong đi về mang nhục không? Anh xin lỗi không? Nó không phải là anh đừng có nói là anh Tư Mùi là ảnh nhiều chuyện. Cái đó là tiếng lành người ta đồn xa đó ấy. Lành đồn xa cũng khỉ. Giờ mà tới thiệt ông phải biết cảm ơn người ta chứ. Nè, ông cũng đi kiếm ông nè. Rồi Hùng Minh cũng đi kiếm ông nè. Sợ rồi coi như là ông khóc. Ông nhớ nhà. Rồi ông tuổi thân ở nhà anh ông khóc hu hu hu. Đó cho nên là người ta mới dắt ông về. Người ta đi kiếm ông. À, cuối cùng là cũng đó thằng tôi biết liền mà. Tự nhiên bà đi nhờ chi? Bà nhờ người ta làm gì? Tôi đi lạc kệ tôi đi. Từ từ tôi cũng mò về tới nhà. Hay quá ha. Mò về mà đi lạc miết, đi lạc hoài à. Trời ơi, người vong ơn bội nghĩa. Trời ơi, người ta đi lạc, người ta dắt mình về không cảm ơn thôi. Còn bị đặt sĩ diện gì ông ơi. Sĩ diện gì thì ta ráng ta nhớ đi, đừng có đi lạc nữa. Ông nói chuyện ông mệt quá, thôi tôi không thèm nói chuyện đâu. Tôi xuống, tôi coi mấy nhỏ nấu cơm chưa. Nấu cơm chưa tôi ăn. Nói chuyện ông vui lúc nào.
Đi lạc gì? Làm gì đi lạc? Người ta đi nghiên cứu địa hình đó. Rồi lỡ, rồi lộn đường, rồi không biết đường về thôi. Chứ ai nói là đi lạc? Thứ già nhiều chuyện. Còn cha Tư Mùi nha, nếu mà cái xóm đó mà biết nha, ta không để Tư Mùi yên đâu. Xe hơi ta cũng phá, giường tược ta cũng phá banh hết. Người ta lấy lại danh dự của ta. Tư Mùi, để đó rồi coi. Mày cua cho được bà Tám nha. Mày không cua được bà Tám hả? Đừng có trách ta. Còn con mẹ xui da, già là mà hám trai thì ớn. Nói ai mới chơi? Tôi nói bà đó, bà mê trai đó. Trời ơi, mỗi lần có điện thoại cha Tư Mùi cái tôm tớp tôm tớp tôm tớp. Ông bà không biết gì. Con gái đàn bà là phải cẩn thận. Chứ làm gì mà nghe trai gọi cái là trời ơi, nhảy đồng đồng mừng, mừng, trong lòng mừng vui. À, cái này mới ngộ à. Tôi vui tôi mừng là đúng rồi. Là tại vì sao? Tôi dễ thương nè, tôi thân thiện nè, tôi hòa nhã nè, tôi xinh xắn nè, tôi đẹp lão nè. Cho nên là biết bao nhiêu người mê tôi. Ê, người ta thích mình thì coi như mình cũng phải thích. Ê, cái câu này là cần phải coi lại. Tôi không biết bà đoan trang hiền thục nết na thùy mị sao tôi không biết. Nhưng mà bà nói nhiều người mê bà là cho tôi chặn lại liền. Dạ. Xin lỗi bà, cả cái làng của mình, cả cái xã của mình, cả cái quê của mình không có ai mà mê bà hết. Ở giá có nhiều cha ở giá 40-50 năm rồi, nhìn thấy bà vẫn bình thường như bức tường. Chỉ có một mình cha Tư Mùi, chắc là cha này mới mổ cùm nè. Mổ vậy? Con mắt nó bị hư, nó mổ cùm á, cùm nước. Nói nghe thấy ghét không? Người ta nói là tao mổ cùm, người ta nói là tao mổ cùm. Ủa thì kệ tôi, tôi nói mổ cùm. Tôi nói cho trúng đi. Nói chung là bà mê cha Tư Mùi. Ông nói cái gì cũng không đúng, cái danh từ của ông đặt cũng không đúng, mà cái tình cảm ông nói cũng không đúng luôn. Ông Tư Mùi á, là tại vì sao? Là ông thích tôi. Ông không ngăn được cái trái tim của ông phải bộc ra ngoài. Nhưng có những người cũng thích tôi. Đó, có những người cũng mê tôi. Nhưng mà người ta biểu hiện bằng một cách khác. Người ta hay rình mò tôi, người ta hay lén lút. Đó rồi người ta ganh tị với lại bạn của tôi. Đó, xong cái là người ta ức ức. Đó, cái người ta phóng ra thành những cái lời lẽ cay độc. Nghe lại không? Bà đang móc tôi đó hả? Đâu có móc đâu. Tôi thông báo cho bà biết, dù bà có lót vàng lót thảm đi nữa cũng không bao giờ chiếm được trái tim của tôi đâu ấy. Ôi, báo cho ấy nghe như vậy cho vui nha. Lo giữ cái con về núi đi nha. Còn cái con này á, con này có gì? Nhai không nổi đâu. Yên tâm đi, cái này chỉ có nấu cao thôi nha. Con dê là bà ăn hết, từ trên xuống dưới bà ăn được hết. Ăn đi nha, chúc em ăn dê vui vẻ. Xin lỗi ngồi nha. Nói chuyện bà bắt mệt. Tôi thấy không bao giờ, không bao giờ đâu mà gọi là đi ăn cái con dê đó rồi chạy theo là cái con gì kia, một cái gì con khô này cũng có, tự động là người ta bước tới thôi à. Đó, bởi vậy tôi nói ông làm gì mà ông lui cui, ông chùi chùi, ông quẹt quẹt vậy ta? Ê, có khi nào ông đang giận mình, ông tức mình là bởi vì ông ghen quá, ông không biết làm gì, bây giờ ông thấm tức, ấy ông làm gì bị bà ông ta? Đi vô. Mê trai. Không thua ông đâu. Ông rò mà, rồi ông sẽ biết. Biết cái cũng rồi. Em cảm ơn chị. À, cảm ơn. Bữa sau ghé nữa nha chị. Ừ. Anh. Anh Thế. Bán tô bánh mì đi. Như mọi bữa hả anh? Ừ. Nhưng mà nè, cho tôi nhiều thịt chút xíu nha. Dạ. Ủa, anh từ bển qua đây mua luôn á hả? Trời ơi, tôi đâu có khùng đâu.
Tôi đi công việc ngang đây á, nên ghé đây mua bánh mì luôn. Anh hay đi công việc qua đây quá ha. Ngày nào anh cũng ăn bánh mì như vậy có ngán không? Cái này là phải hỏi ánh chứ sao hỏi tôi được. Cái này là do bánh mì ánh ngon quá nên cái bụng tôi nó ưng nè. Nên mỗi ngày hả, cứ phải 3 ổ mới là đủ đô. Ớt luôn ha anh ha. Ớt luôn. Ánh nè. Bánh mì người ta làm không có mùi đâu, mà ánh làm cái là sộc mùi lên đây nè. Thơm mới là thơm luôn. Dạ của anh nè. Trời ơi ngon quá. Ê, ngồi đây được không? Dạ được. Chị ba. Chị ba hả? Chị ba cho bạn em ngồi chút xíu nha. Ừ, tự nhiên đi. Dạ, em cảm ơn chị nha. Anh ơi. Dạ. Bánh mì anh á, anh bỏ gì vô tôi ăn tôi bị ghiền á. Anh thế uống miếng nước đi. Cảm ơn anh nha. Anh cho tôi ly nữa đi. Dạ. Cảm ơn anh nha. Anh, bánh mì anh ngon quá. Ăn bị ghiền hay là anh bỏ heroin trong đó? Trời, anh nói cái gì vậy? Lỡ như người ta nghe được, người ta tưởng thật, người ta không mua bánh mì của em nữa thì sao? Bánh mì đi chị ơi. Tôi giỡn thôi. Chờ em chút nha. Đầy đủ luôn hả? Dạ đầy đủ. Rồi. Để nước tương chị. Cay quá. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bữa sau ngon nhớ ghé lại nha. Dạ dạ. Anh Thế. Mấy bữa nay á, dì Tám với bác Năm có khỏe không anh? Tía tôi hả? Tía tôi với cô Tám khỏe lắm. Mà hai người đó nhắc ánh hoài à. Nếu rảnh á, anh ghé chơi nghe. Dạ. Vậy bữa nay em rảnh cái em qua nhà chơi. Anh, em lấy cho anh thêm miếng nước nha. Ăn bánh xong rồi làm gì nữa ta? Không lẽ ngồi vậy hoài cũng kỳ quá. Sao vậy anh? Ăn thêm không? Để em làm cho anh thêm ổ nha. Không có. Anh. Hả? Anh ngồi dạ. Đây đi. Anh có cái gì làm không? Để tôi phụ cho. Trời ơi, bán bánh mì có gì đâu phụ. Mà sao anh không có về nhà chơi với lại dì Tám với bác Năm? Để cho hai bác ở nhà buồn á. Trời ơi, tía tôi với lại dì Tám có gì đâu mà buồn. Trời ơi, hai người đó hả, cứ sáp lại với nhau là gây nhau à. Vui lắm. Không cần tôi ở nhà đâu, quan tâm chi. Đúng rồi. Hả? Anh nè, hay là anh cho tôi đậu xe ở đây đi. Khách tới ăn bánh mì của anh á, xong rồi cái ta cần đi sớm á, tôi chở đi luôn. Được cuốc nào hay cuốc đó. Ha, chứ một ngày mà tôi ăn 30 ngàn từ bánh mì á, tôi không có cuốc xe ôm nào là tôi không có tiền trả luôn đó. Dạ, thì hôm nay anh không có tiền trả thì mai trả. Đâu có sao đâu. Cho tôi thiếu luôn hả? Dạ. Rồi lỡ tôi không có tiền trả luôn thì sao? Dạ thì em, trời ơi, em cho anh thấy ăn ổ bánh mì cũng có đáng nhiều đâu. Trời ơi. Trời ơi, chủ bánh mì mà sọp vậy hả? Cho bánh mì khách luôn. Nếu vậy là một ngày tôi ăn phải 100 ổ luôn. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi mà không có tiền trả bánh mì á, tôi trả bằng cái khác. Đợi tôi cho em hỏi đó. Có phải xe ôm không ạ? Xe ôm, xe ôm kìa. Dạ. Dạ dạ. Tôi chở xe ôm nè. Em anh đi đâu? Anh chở giùm em qua quận nhất đi. Quận nhất hả? Lên xe lên xe. Mà quên. Hả? Em có mang nón bảo hiểm không? Anh chạy xe ôm mà không có nón bảo hiểm hả? Thông cảm nha. Tôi có con cái à. Hay là em chạy về nhà lấy đi. Rồi ra đây tôi chở cho. Vậy anh có phải xe ôm không vậy? Giờ này mà đứng đây chưa chọc người ta nữa. Trời ơi, tôi là xe ôm thiệt mà. Mặc đồ vậy không phải xe ôm chứ không lẽ là làm giám đốc. Dạ đúng rồi đó chị. Ảnh là xe ôm thiệt đó. Hay là thôi chị ngồi đây ngồi chơi một chút đi. Em chạy đi mượn cái nón bảo hiểm rồi ảnh chở chị đi nha. Thôi được rồi. Đúng rồi. Để tôi tìm nha. Xe khác. Nè nè. Thôi sáng giờ tôi chưa có cứu nào hết á. Ủng hộ tôi đi. Tôi có tiền ăn bánh mì. Dạ đúng rồi đó chị, đem đi liền. Thôi đúng là đồ khùng. Trời ơi,
gì kỳ vậy trời? Không đi xe ôm thì thôi, tôi không có nóng bảo hiểm, tôi không có nóng bảo hiểm. Mắc gì chửi tôi khùng. Kỳ cục. Mà anh, cười gì vậy? Anh nhìn thử mặt tôi có giống bị khùng không? Chứ gì nữa, người ta đi xe ôm mà anh hỏi người ta có cầm nóng bảo hiểm theo không, người ta nghĩ anh khùng là đúng rồi. Rồi, thịt keo tập 2. Thôi vậy tôi đi về. Dạ, thôi vậy anh đi về chơi với dì Tám với bác Năm đi. Tôi về nha. Dạ. Anh. Dạ. Tặng anh nè, tờ báo tôi mua chưa đọc á. Thôi anh để anh đọc đi. Thôi anh đọc đi, có gì chiều tôi qua anh kể tôi nghe. Tôi về nghe. Dạ. Nè, đội nón vô nắng bây giờ. Anh Thế về nha. Tôi về nha. Tôi về ha. Dạ mời chị. Dạ. Nè đó, giường 2 tầng, đèn, rồi toilet bên đây. Dạ. Dạ. Bếp cũng ở bên trong. Bếp cũng luôn trong đây luôn nè chị. Được hả má ha? Ừ, má thấy cũng theo được. Theo như thỏa thuận á thì cô có bớt tính 850 với cộng thêm tiền điện nước là 900. Dạ. Con thấy làm sao? Dạ, được quá luôn á cô. Nếu mà như vậy á thì là con phải tính trước cho cô 1 tháng tiền cọc với lại 1 tháng tiền nhà. Nếu mà được á, dạ, thì hai mẹ con tính đi. Rồi mình qua bên phòng làm hợp đồng nghe. Dạ dạ. Vậy dạ đi ha. Dạ, để con cho má con nghỉ ngơi chút xíu rồi con qua bên phòng cô làm hợp đồng với cô à. Thôi. Hai má con nghỉ đi ha. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô chủ. Không có gì. Anh nè. Dạ má. Con thấy nhà này có được không vậy? Con thấy quá được luôn má. Ở nhà sạch sẽ vậy nè, má mới mau hết bệnh, má mới mau khỏe. Biết rồi mà sợ con tốn tiền rồi phải lo nữa. Không có sao hết trơn á. Con buôn bán thế nào cũng, nói chung là cố gắng kiếm được tiền, má đừng có lo. Thôi má. Má nghỉ đi. Má nằm nghỉ đây cho khỏe đi, để con qua phòng làm hợp đồng với cô chủ. Được rồi. Má đừng có lo lắng gì đó nha. Má tự lo được rồi, con đi đi. Dạ. Ê nè. Ê, ông đi đứng kiểu gì vậy? Từ nãy giờ cứ lấn xe tôi, giờ chặn đầu xe tôi là sao? Thôi nghe, xe tôi cũ kỹ rồi đó, đừng có đụng vô rồi đền. Mày chết tới nơi rồi, ở đó mà còn quang quang cái miệng hả mày? Hả? Mắc gì chết? Mày biết tao là ai không? Nhìn ăn mặc vậy á, cái thái độ như vậy là biết rồi, côn đồ. Mày là ai mà mày nói kiểu đó hả mày? Trái ngược với côn đồ. Là xe ôm đúng không? Hùng hả? Anh Hùng Việt Dương từng ra tù á, sợ chưa? Ôi trời ơi, sợ quá. Tao nói cho mày biết nha, mày tránh xa con Ánh ra nha. Mày biết con Ánh là cái gì của tao không? Là người yêu của đại ca. Đúng rồi. Và cũng là con nợ của tao đó. Người yêu? Trời ơi, tôi chưa bao giờ nghe anh kể tới. Còn con nợ á thì từ từ trả. Tôi nói rồi, ba đứa bay á cao to. Không, chỉ có mình thằng này cao to thôi. Còn mày á vừa mập vừa lùn. Tụi mày dùng thịt á đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm như anh hả? Nhục. Ê, nó xúc phạm đại ca kìa. Quất nó đại ca. Chết. Quất nó đại ca. Mày làm gì vậy? Mày muốn hả? Đàn ông con trai mà mặc đồ đỏ, đi xe đỏ. Hiểu rồi ha. Vô quất nó chữ đại ca kìa. Quất nó đại ca. Vô đại ca. Mấy anh kia, tụ tập hay làm gì? Đánh nhau hả? Khỏe không? Khỏe không? Đây là đường thông của xe cộ. Có nói chuyện thì đi lên lề mà nói chuyện nha. Tụ tập mày sao rồi? Chết rồi. Bạn em lâu ngày không gặp. Trời ơi mày trắng trẻo đẹp trai quá à. Dễ thương quá à. Ôm cái coi. Nhớ lắm mày sao rồi? Chạy xe ôm được không? Khùng quá vậy. Ê, đi rồi. Rồi, hiểu giới tính mày luôn rồi. Giỡn mặt hả mày? Ê, mày giỡn mặt với tao hả mày? Hồi nãy có văn phòng ngang. Không có văn phòng là mày chết với tao nha. Mày liệu hồn mày đó mày. Hôm nay là mày hên đó. Đi tụi bay. Ủa? Vậy cái đi đó hả? Đi thôi. Ủa, vậy là không đánh nữa hả?
Mày muốn bị bắt hả mày? Khoan, ôm cái xe dao cái. Ui, thương mày quá, hồi nãy mày khen tao. Ra đi. Để mày. Thôi, đi nhé. Đóng khùng. Lan ơi xin em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép cầm điệp. Đó. Nói tới cái cổng mới nhớ, thằng nó đi không bao giờ đem chìa khóa đi hết. Rồi lát hồi về là phải kêu mở cổng, mệt. Cái gì? Con gắt à? Nghe rồi. Nghe rồi xong ra mở cửa. Từ từ. Ta nói rồi đi phải đem bị phá đi cái thằng thiệt tình. Ai vậy trời? Khách khứa gì giờ này? Tư mùi, tư mùi. Ê, dạ. Ai? Ai vậy? Tư mùi, tư mùi. Không nhớ tôi hả? Anh Năm. Ai? Tư mùi. Không có thấy đường. Ủa vậy hả? Mà tôi cứ tưởng anh là tưởng biết là tôi cho nên là không có mở cửa, không cho tôi vô. Tôi nghĩ là anh tưởng vậy. Ủa biết vậy tới đây làm chi? Tới đây kiếm Tám, Tám nói chuyện. Thăm Tám. À kiếm bà Tám hả? À Tám. Ờ vậy về đi. Bà Tám bà đi rồi. Bà không có nhà. Chừng nào bà về qua chơi. Tám đi rồi hả? Đi rồi. Ờ về tôi chờ cũng được. Không sao đâu. Chừng nào bà về tôi nói chuyện. Vô nhà tôi chờ nha. Không được. Thì con tôi nó đi nó dặn rồi. Thông cảm. Tại vì đây tôi cũng lên đây tôi coi nhà giùm cho tụi nó thôi. Nó nói là không có cho người lạ vô. Không cho hả? Không. Là chưa được vô hả? Thôi anh cứ về đi rồi chừng nào Tám về là mới được vô. Ừ. Vậy tôi ngồi đây tôi chờ. Ngồi đây chờ chừng nào Tám về cái tôi vô tôi nói chuyện với Tám nha. Anh lầy dữ lầy luôn hả? Có gì đâu lầy, tôi tới nói chuyện với Tám mà, tôi đâu nói chuyện với anh đâu mà lầy. Thì thôi muốn ngồi chờ ngồi đi. Anh bận công chuyện hả? Anh bận chuyện lo công chuyện anh đi, tôi ngồi đây tôi chờ đâu có gì đâu. Ai vậy? Ai mà léo nhéo lấy ra? Ủa trời đất ơi! Tao nói ở trọng quá, nghe léo nhéo. Tưởng đâu là ông này không có chuyện gì. Lớp đặt chạy ra coi ai về là Tư, sao không vô nhà? Trời ơi! Anh Tư quê mình á, tại sao không mời vô nhà mà đứng đây nói chuyện hoài vậy? Đi vô nhà. Tắm vườn ghê. Không có vô được. Sao không vô được? Tụi nó đi, tụi nó dặn là không có cho người lạ vô nhà mà sao vô nhà? Bậy nè, đây đâu là người lạ, đây là anh Tư. Đây là bạn của tôi, mà cũng là bạn của ông luôn, đúng ông rồi. Nhớ à. Nhưng mà tôi nghe lời con tôi dặn, bây giờ là bạn của mình, nhưng mà lạ là lạ của nó. Đó, vô bây giờ hễ cái muốn ở đây á, thì đứng chân trong chân ngoài nói chuyện, vậy thôi. Vậy là tôi có phân nửa vô trong, phân nửa ở ngoài hả? Đó. Đó, bà thấy không được chứ mà tôi thấy được, hễ cảm thấy mỏi thì đi chỗ khác chơi, vậy thôi. Tám. Thôi, tôi hiểu ông rồi. Ông sao vậy? Đây là cái con người này á, là cái con người là chưa bao giờ biết thân thiện. Đúng rồi. Thành ra không có quen cái chữ thân thiện. Đúng rồi. Bây giờ thấy người ta thân thiện. Thấy hai đứa mình thân thiện. Hốt hả? Vậy thôi. Sợ. Ừ. Chứ không có gì hết. Hồi nãy tới nói Tám đâu có nhà đâu. Nói Tám đi đâu mất tiêu rồi. Mai mà tôi mặc lì tôi ngồi đây Tám mới xuất hiện kịp á. Đi đâu? Ủa cái nhà này bự quá mà. Tôi không thấy bà trong nhà. Tôi nghĩ là bà đi thì tôi nói bà đi thôi. Rồi bây giờ gì không, nè không sao Tám không nó sao, nghe sao, nè sao. Biết sao không sao? Biết Tám lên Sài Gòn. Rồi sao? Tám lủi thủi con mình. Tám đâu có chơi với anh Trang Năm. Chơi đúng rồi. Tám buồn lắm. Không có chơi đó. Cho nên nãy ghé tiệm sách đó. Mua mấy cuốn sách liền, đọc rồi quá hay luôn, cho nên tới tặng Tám đọc đỡ buồn. Sao càng già càng xạo. Vụ gì ông đọc hồi nào? Thì đọc rồi mới nói đọc. Mới đọc ông mà. Mới nói là ông mới mua đây mà. Đúng rồi, mới mua đọc hồi nào? Không lẽ vừa đi vừa đọc hả? Vừa đi vừa đọc bây giờ ông nằm trong bệnh viện rồi mà sao cái gì ông cũng biết hết trơn vậy ông nội? Thì coi như chưa đọc, nhưng mà vấn đề đây không phải là đọc rồi hay là chưa đọc, mà là tặng hay không tặng sách đó.
quan trọng là tình cảm tặng cho nhau. Bởi vì tôi nói đó, là làm gì làm cũng có cái tình nghĩa bà con hàng xóm, hiểu ý nhau hết á. Ừ. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Quá đúng. Còn cái người này không có biết tình, không biết nghĩa, không biết thân thiện gì hết, cho nên cái gì cũng bất ngờ, cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm hết đó. Kể đi, mình đứng đây mình nói chuyện cũng được á, đâu có gì lạ. Bà nói câu đó là tôi không đồng ý. Bà con xa không bằng láng giềng gần á là chừng nào ở dưới quê kìa. Còn lên đây á, ổng đâu có phải láng giềng với mình. Sao nãy giờ đứng bên cạnh là láng giềng chứ gì nữa. Sao láng giềng chứ lại gì? Lại gì? Người lạ. Lạ đâu mà lạ chứ. Sao đọc sách à? Lạ gì mà lạ. Đọc sách à? Tiểu thuyết Diễm Tình nè, đọc đi. Tám đọc đi, tình cảm nhẹ nhàng. Đọc sách á để mình luyện trí nhớ. Đúng rồi. Ê hay quá, luyện trí nhớ đây nè. Bằng sao mà ông biết cái địa chỉ này nè. Mà ông tới liền, ông hay quá vậy. Sao biết được vậy? Là nói là sao biết nhà tới đây liền á hả? Trời đất ơi, chuyện nhỏ quá trời nhỏ. Coi như là tôi mới vừa xuống bến xe. Cái tôi ngoắc xe ôm lại. Hey, xe ôm chạy tới đưa cái địa chỉ, xong chở crét tới đây luôn. Quá thiệt đơn giản. Không? Thiệt mà. Thiệt chứ hả? Trời ơi, chuyện nhỏ lắm, dễ lắm. Chuyện này nhỏ nè. Chuyện rất nhỏ chuyện nè. Chuyện gì? Chuyện của tụi mình á. Nói đây cái là chuyện nhỏ, nhưng mà có người á, chuyện gì nè mà người ta không thấy nhỏ, người ta thấy lớn. Thiệt là lớn luôn á. Ủa, đây. Gì dữ vậy? Bà bán lưỡi câu hả? Đâu có bán lưỡi câu đâu. Ta đâu làm gì bán lưỡi câu, ta làm guộn. Đám làm guộn. Làm guộn. Sao bà móc họng ta? Bây giờ nói chuyện xong chưa? Xong rồi. Biến. Thứ gì đâu. Quê. Bé quê. Công nhận năm giận mắc lạ quá. Bé mắc cỡ. Bé quê. Vô nhà. Vô hả? Vô. Vô thiệt hả Tám? Vô. Quá đã. Mình cùng chúc nhau, hát mừng nhau. Khi nào mày thấy không vui, khi nào mày cần tao đến. Dù mày có nói có chuyện không vui, mày cần tao đến bên đây lúc này. Nào cùng hát mày lên. Mày hát dở mà mày hát nhiều quá. Vô đi. Vô. Vô cái này nè. Thôi, tao uống cái này à. Giờ sao? Thì uống. Hai thằng mày nín được không? Vô. Alo. Ngọc hả? Rảnh không? Rảnh ghé làm vài chai đi. Rảnh thì đi chơi, dẫn mấy em đi chơi đi mà. Nhớ nha. Kiếm mấy em xinh xinh cho tôi nha. Ủa đại ca, bộ tụi em nhậu với đại ca không vui sao? Đại ca rủ thêm người vậy đại ca. Vui cái gì mà vui. Xàm xí quá. Nhậu mà cho tao ăn ba cái món này đó hả? Về quê thì đồ đồng thiếu gì, không cho ăn. Mày cho mấy cái món gì vậy? Nè. Trời ơi, đâu phải không muốn ăn mồi ngon đâu đại ca. Mà giờ kinh phí nó eo hẹp quá. Rồi giờ lấy đâu ra mua mồi ngon? Nè, mày đừng có khi dễ đại ca nha mày. Đại ca, đưa tiền đi mua mồi mới đại ca. Đại ca tán nói mẹ em cái đại ca. Làm gì tán tao? Hai thằng bay mệt quá đi. Giờ em hỏi đại ca nè, thiếu gì gái? Mắc mớ gì phải đi kiếm con ánh chi cho mệt vậy? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà kiếm ánh hoài luôn á. Mày biết cái gì? Tao hỏi hai thằng mày nè, mấy thằng mày đi vòng vòng ở đây á, được bao nhiêu chỗ rồi mà sao không có thấy kết quả gì hết vậy? Tụi em đi từ cái hướng bên này, bên này, bên này, kiếm đủ hướng luôn. Trong khu nhà trọ nè, tìm hết mấy cái hẻm ngóc ngách không hề có cái tên ánh. Sẵn có hình của nó, em đưa hình của nó cho những người ở gần đó coi luôn, mà không ai biết con ánh nó nằm đâu hết. Bây giờ đại ca tính sao đi chứ tụi em tìm mệt quá mà không được cái gì hết trơn á. Vô cái đại ca. Vô đại ca. Mua bia uống không mua, mua ba cái rượu. Trời ơi. Thôi biết rồi mà nói hoài. Thôi được rồi. Thì đi mua đi. Mày ra chợ á, mày kiếm cái chỗ nào bán dê á, mày mua, về đấy nhậu. Còn có mấy chục ngàn mai ăn sáng. Nói vậy nhắc khéo đại ca móc tiền. Trời ơi, đưa hết cho em đi. Đưa hết cho nó đi đại ca. Rồi đại ca, mình làm lớn phải chi cho mấy em nữa chứ. Phải gương mẫu chứ đại ca. Thôi đi mua dê à.
chuẩn bị có mồi mới rồi. Ừ, đi lẹ đi. Nhớ ra ngoài đó phải nhìn quan sát coi có ông nghe chưa. Đại ca cứ yên tâm, nhiệm vụ đó không bao giờ em quên được. Trời ơi, có mồi bén có dê á là cỡ nào cũng được hết á, yên tâm. Ê, sẵn kiếm mấy đứa em gái về đây nha mày. Hướng này, hướng này, hướng này nè. Biết rồi mày ơi. Đã. Vô nè. Ai mà giống con Ánh quá vậy ta? Lấy giùm em bó này. Đại ca hả? Trời ơi, đại ca, em thấy con Ánh rồi. Nó đang ở ngoài chợ nè. Đúng rồi. Ừ, bây giờ đại ca từ chỗ mình nhậu á, đại ca chạy thẳng ra bèo phải gặp chợ là thấy nó. Rồi rồi rồi, em đang canh nó nè. Lẹ lẹ nha. Ừ. Có mua gì thêm nữa không? Dạ được rồi, cảm ơn chú nha. Ừ, cảm ơn nha. Alo. Đại ca, tới đâu rồi? Em thấy chỗ của nó rồi nè. Ừ, tao tới liền. Đại ca. Hả? Nó trong đây nè. Mày chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Mày không bao giờ thoát khỏi tay của thằng Rousseau này. Má. Ừ con. Ủa, sao má không ăn cháo vậy má? Má ăn rồi, má không ăn được nữa con. Má muốn nằm. Vậy để con mang ra nhà sau hâm cho má nha. Ừ, con đem vô trỏng giùm má đi. Má, vậy má uống thuốc đi má. Má có ăn một chút rồi đúng không má? Ừ. Má uống thuốc nè. Tội nghiệp con tôi quá. Má sanh con ra mà không lo lắng được gì cho con hết. Đã như vậy còn làm cho con thêm gánh nặng như vậy nữa. Thương con tôi quá. Có gì đâu má. Bây giờ nhà mình chỉ còn có hai má con à. Ừ. Phải nương nhau sống thôi chứ giận sao giờ. Điều quan trọng của con bây giờ là con chỉ muốn thấy má của con phải thiệt khỏe mạnh nè. Ừ. Thật sự con hạnh phúc và vui lắm rồi. Má đừng có lo cho con nữa nha. Ừ. uống hết một lần hả con? Dạ. Ủa? Má uống thuốc đi nha. À, ai con vậy? Ra coi ai nha. Ờ, con ra coi ai đi. Dạ. Sao của em? Mấy người. Anh à. Định trốn tụi anh hả? Bây giờ em có chạy đằng trời á thì tụi anh cũng tìm được em ha. Ha. Tính về cái khu nhà bè này á là trốn thoát được tụi anh hả? Không có đâu. Bây giờ sao? Nói đi. Má, mấy người định làm gì con tôi? Má để con. Nè. Mấy người làm gì vậy?
Tôi kêu là khi nào có tiền tôi trả. Sao mấy người cứ ám thấy hai mắt con tôi hoài vậy? Mắc cười quá. Thiếu nợ tôi mà nó có tiền mới trả. Còn chừng nào mới có tiền? Chắc đợi tôi chết mới trả hả? Hay là sao? Thì chừng nào con tôi nó có tiền nó trả cho mấy người chứ. Mấy người. Mà tôi chết thiệt. Trời ơi. Sao cái gì? Bây giờ sao? Tôi mệt quá rồi nha. Trời đất ơi, mấy người mệt không? Chứ tôi đòi nợ tôi mệt nè. Hẹn hoài. Mấy người nghe ngược vừa thôi nha. Mấy người hả? Muốn truy cùng đuổi tận mắt con tôi hả? Bây giờ ai mượn tiền mấy người? Đâu phải má con tôi đâu. Đúng rồi đó. Ai mượn thì mấy người đi theo người đó mà đòi. Chứ cứ sao theo má con tôi hoài vậy? Bà mắc cười quá. Thì ông già đó thiếu tiền của tôi. Mà ổng là ai? Là cha của nó. Cha của nó chết rồi thì nó phải trả nợ cho tôi chứ sao? Bà nói ngộ quá. Tôi năn nỉ anh đó. Không có năn nỉ gì hết. Tôi... Bây giờ một là đi theo tôi, hai là phải trả nợ. Mà tôi nghĩ em làm gì có tiền mà trả nợ. Em theo tôi đi ha. Tôi có tiền có bạc nè, sung sướng nè. Thì bây giờ thực sự là má tôi đang bệnh rất nặng. Bao nhiêu tiền bạc này nọ là tôi mua thuốc cho má tôi hết rồi. Bây giờ tôi hứa tôi có tiền là tôi sẽ trả liền. Tôi trả liền cho mấy người mà. Tôi xin mấy người. Bây giờ là bây giờ không có hứa hẹn gì nữa. Tụi tôi mệt quá rồi. Bây giờ có tiền trả liền đại ca tôi không? Nói đi. Bây giờ thì phải trả cho tôi, không thì đi theo tôi. Còn bà già nè, không có quan trọng. Mắc mớ gì cho bà uống thuốc làm gì? Bà già rồi, cho bà chết mẹ cho rồi đi. Mấy người má, mấy người quá đáng lắm. Má bình tĩnh đi má. Từ từ rồi con tôi nó sẽ trả tiền cho mấy người mà. Từ từ hả? Từ từ là chừng nào hả? Hai mẹ con bà quá đáng. Bao lâu rồi má? Hứa hẹn bao lâu rồi hả? Đợi tôi già tôi ba bốn tứ tóc rồi đưa tiền cho tôi làm cái gì hả? Hả? Không có tiền á? Bắt nó. Bắt má, má. Tao nói cho tụi bay biết. Tụi bay đừng có trơ trẽn, đừng có mà hiếp người quá đáng như vậy nghe chưa? Giỏi thì bắt đi đi. Bà nói cái gì vậy? Thiếu tiền thì phải trả chứ sao? Tao thách mày đó. Tôi hả? Đi. Nè anh làm gì vậy? Trời má. Má có sao không má? Buông ra. Buông ra. Làm gì vậy? Buông ra. Hả? Đi đâu vậy? Mấy người là ai vậy? Làm cái gì vô đây? Vô đây làm chuyện gì vậy? Hả? Làm gì muốn người ta vậy? Đòi nợ chứ làm gì? Đòi nợ chứ đi đâu? Ai thiếu nợ? Bà đó. Hai mẹ con đó luôn đó. Nợ nhiêu? 300. Có 300 ngàn rồi Tấm. Ê cái gì mày? Đi gì mày? 300 triệu chứ 300 ngàn gì mày? Trời ơi. 300 triệu. 300 triệu làm dữ vậy? 300 triệu quánh tay gì hả? Bà có tiền bà trả không? Tấm có rồi Tấm. Tấm có. Bà không có tiền bà biến ra khỏi chỗ này ha. Biến ra khỏi chỗ này để tôi bắt con nhỏ này về làm vợ của tôi. À, trời ơi trời, không thắng từ từ chứ. Trời là làm tâm, gì kiếm tiền vậy hả? Tâm né ra. Mấy anh làm quá vậy? Thiếu tiền thì từ từ. Mấy anh phải cho người ta thời gian, ta đi kiếm tiền ta trả mấy anh. Bây giờ ta không thích rồi làm sao? Không có liên quan đường xí đâu. Mày muốn gì? Giờ bây giờ có tiền trả không? Ừ. Tôi thì không có tiền nữa đó. Nhưng mà mấy anh làm vậy là mấy anh quá đáng lắm đó. Mày không có tiền đi ra. Biến đi mày. Trời ơi trời. Nè, tôi không ra đó thì sao? Mày không ra hả? Ê, đừng đánh lộn. Không ra. Không ra. Không ra. Không ra. Trời ơi. Bớt người ta. Không em. Anh cho đi lại. Giết người. Đi. Đi. Đâm người. Chết người rồi. Chết hết trơn rồi. Bới người ta ăn cướp. Trời ơi, bới người ta ăn cướp. Không cần phải la nữa. Má. Má ơi. Trời ơi, đi bệnh viện. Trời ơi, đi bệnh viện. Dạ. Má ơi, tỉnh lại đi. Xe cấp cứu. Cấp cứu. Cứu xe cấp cứu dì Tám ơi. Dì Tám ơi. Để tôi ẩm cho. Má. Em bình tĩnh đi. Chờ chút xíu bác sĩ ra mà. Nhưng... Đừng có chuyện gì nha má. Má ơi con sợ lắm má. Bác sĩ. Má con sao rồi bác sĩ? Má của con sao rồi bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Má.
Anh à. Thôi dầu gì cái chuyện cũng đã qua rồi con. Má con bây giờ con có vật vã, con không ăn không ngủ. Bây giờ mà con có làm sao đi nữa thì má con cũng có sống vậy được đâu. Cái gì đâu mà cả tuần lễ rồi mà con cứ vật vã vậy, không ăn không uống làm sao mà sống con. Tám à. Để con đi mua gì cho ánh ăn nha. Đi. Dạ. Đi. Dạ. Thế đó, mua cái gì về cho con ăn. Ráng ăn miếng nha con. Con cảm ơn dì Tám nhiều lắm. Con cũng cảm ơn anh Thế. Không có hai người, con không biết thời gian qua con phải làm cái gì. Con cảm ơn cái gì? Dì rất là thương con, coi con như là con gái của dì vậy đó. Dì tiếc là dì không giúp con được nhiều hơn nữa kìa. Thôi nín đi con, nín đi con. Nếu mà bây giờ con cứ khóc lóc như vậy thì má con cũng không có thanh thản được đâu. Con lo cho má con như vậy, dì nghĩ là má con cũng mãn nguyện rồi. Con là đứa con gái rất là ngoan, con làm tất cả mọi chuyện để cho má con mà. Tất cả là tại con á. Tại con để má con mới mất. Con không có oan đâu dì. Thôi nè, cho dì hỏi nè, làm sao mà con thiếu nợ dữ vậy? Hả? Làm cái gì? Hai má con á, đâu có thiếu nợ đâu. Người thiếu nợ là ba của con. Ba con? Ba con mê cờ bạc lắm. Ba con lấy hết tiền, xong rồi ba con về còn đánh đập má con, bắt má con đưa tiền cho ổng để ổng đi đánh bài nữa. Má con hết tiền luôn. Rồi ba con cũng đem đồ đạc trong nhà đi bán, đem cầm cố. Đồ đạc trong nhà bán hết, xong rồi đem cầm nhà. Nhà cầm hết luôn. Ba con mới đi vay tiền của tụi cho vay nặng lãi. Xong rồi cái ông bỏ trốn mất tiêu à. Ông bỏ hai má con lại này gì. Trời ơi, sao mà làm cha là vô trách nhiệm vậy chứ. Khổ chưa. Mà con nè, một người á thì gây ra nợ, không đi đòi, đi đòi cái người không gây nợ. Trời ơi, cha làm bây giờ bắt con phải chịu là sao? Đã vậy sao cái bọn này nó ác dữ vậy ta? Đánh đập người ta, chu quan giáo họa người ta, xúc phạm người ta, nói người ta làm gái là cái gì? Dám nói con vậy đó. Bữa đó gì tức ghê hồn luôn. Tụi nó nói đúng đó gì. Nói đúng là sao? Con từng đi làm gái á. Lúc mà tụi dân hồ tới đòi nợ con á, cái nhà đâu có tiền đâu,
Má con suy nghĩ nhiều quá, rồi má còn đổ bệnh luôn. Con không biết sao hết á, nên là con phải cắn răng vô cái chỗ đó con làm. Nhưng bản thân con thì nhục nhã lắm. Làm được thời gian á, con sợ má con biết, xong rồi má con sống không nổi, nên là con nghĩ con có được ít tiền cái con đi bán bánh mì á. Thôi con, thôi bây giờ về. Ơi, dầu gì thì chuyện nó cũng qua rồi. Thì ai cũng phải có những cái mà khó khăn, rồi có những cái khúc quanh trong cuộc đời mình. Đời đâu có ai mà bằng phẳng đâu con. Nhưng mà con làm tất cả mọi chuyện này là vì gia đình, là cho má con. Bây giờ thôi thì mọi chuyện nó cũng đã qua hết rồi. Thôi con đừng buồn nữa. Bây giờ
với gì thấy con đây ở một thân một mình. Với lại Bi bị cái tụi mà lưu manh giang hồ, tao sợ lắm. Tao sợ không được đâu con ơi. Không được đâu dì ơi, con không về quê chung với dì được đâu. Sao vậy? Tại vì con mà về quê chung với dì á, ở với dì, lỡ mà anh chị biết, thôi nhà dì có chuyện nữa, con không về đâu. Không có lo, trời trời, cái con quỷ cái đó đó, từ hồi mà nó lấy chồng đến giờ con ơi, nó có về thăm dì đâu nè. Mà nếu mà nó có nhớ, nó gọi điện thoại thôi. Nó nhà giữa nhà, ui chà, cái nhà đó bù lắm á, con thấy đó, ghê gớm lắm. Rồi công việc tùm lum tùm la. Thôi đi. Nếu á mà con không có chê á, đi về với gì? Có gì ăn đó, ngày cơm ba bữa. Nói vậy thôi chứ tao không có đói đâu. Xin lỗi mày nha, tao có trồng lúa nè. Nếu như mà tao có đói, tao ra hoài tao hái rau tao ăn nè. Tao có nuôi gà, nuôi vịt nè. Trời ơi, bay không có thiếu gì trơn trời. Với lại con Ánh nè, nếu á mà bay không chê tao á, thì tao nhận bay làm con gái. Làm con gái của gì? Chứ ở dưới đó đó, một mình gì, gì buồn lắm. Gì cũng cô đơn lắm, không có ai đó. Nếu bây giờ mà có người hữu hỷ là tao hạnh phúc lắm á. Dì ơi, tại sao dì thương con như vậy? Sao dì tốt với con quá à? Nói thiệt là con cũng sợ lắm. Con sợ là không biết là mấy ngày tháng sắp tới của con á, con phải chạy trốn nợ, chạy trốn mấy tụi giang hồ đó làm sao nữa. Dì muốn nhận con làm con nuôi thiệt hả? Dì cho con theo dì về quê dì thiệt hả? Ừ. Về với dì đi. Nếu mà có con là cái phước của tao đó. Tao sẽ nhận mày làm con gái của dì. Con gái của dì. Thôi bây giờ về đi. Dì. Để thắp nhang cho dì. Tao xin dì nè. Tao nói chỉ một câu nghe. Dạ. Chị ơi, chị có sống khôn thác thiên thì bây giờ chị làm chứng cho tôi là tôi xin chị là cho tôi nhận nó làm con gái của tôi được không? Chị yên tâm, tôi thật lòng tôi thương con Ánh, tôi sẽ lo cho nó giống như là con gái ruột của mình vậy. Bây giờ chị đi rồi, chị giao cái trọng trách đó lại cho tôi. Và tôi thề với chị là tôi sẽ thương yêu nó, tôi lo cho nó suốt đời. Tôi thay chị làm mẹ nha. Chị thương tôi thì chị chấp nhận cho tôi. Rồi á, tao xin má bay rồi đó. Tao nghĩ là bà rất là vui, bà rất là hài lòng. Bà còn là đang mỉm cười với chính suối á. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Hey. Dì đã cưu mang con trong lúc này. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Bây giờ nè, bây giờ đã là con dì rồi, bây giờ kêu tao bằng vú nha. Nha. Dì vú. Tao là vú. Dạ vú. Thôi giờ vậy. Nếu giờ vậy thôi giờ vậy. Dọn dẹp đi về. Đi về với vú liền bây giờ. Ủa về liền luôn hả vú? Về về chứ ở đây làm chi? Hay để con nói với bà chủ nhà để bà biết một tiếng cái đã vú. Ừ vậy cũng được đi. Mà
nói gì giờ? Rồi muốn nói gì cũng được, nhưng mà miễn sao là chịu. Gom hết đô đặt đi về quê với chú. Dạ. Hồn lưu xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc bên dềm, hồn ướt như ngào đông giá ngoài, khép tâm tình lại thôi, đường hoa chưa mở lối. Lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió vang gầy, lầu kiếm trăm về không nối chiếu, ngã cao ngàn nhiều yêu mơ ước chi. Bên nhau sao tình sang vạn lý, cánh biển mấy sơn khê. Tiếp. Làm gì mà tâm trạng dữ vậy? Dạ, tâm trạng gì đâu tía. Con thấy bài hát này người ta hát hay quá, con nhép nhép theo vậy mà. Mày giấu ai chứ mày giấu tía sao được. Con có giấu gì đâu tía. Rồi thôi tía, tía uống nước đi tía. Đừng có nói chuyện của con nữa. Tía kìa, chắc là vẫn còn buồn cái chuyện mà anh Đặng với lại chị Phụng đúng không tía? Mấy đứa đó quen rồi, buồn giận gì nữa con. Tía cứ giấu con. Con nói thiệt á, tại con thấy tía buồn, nhưng mà con muốn hỏi thì lại không dám hỏi. Con sợ hỏi thì tía lại buồn thêm. Mà thôi, tía nói tía không buồn thì coi như là tía không buồn đi. Cũng buồn thiệt, nhưng mà buồn á, suy nghĩ là vì cái tình nghĩa sao tụi nó coi nhẹ quá thôi. Tía không hiểu là tụi nó nghĩ sao mà khi tía nói tía đi về mà không đứa nào giữ chân tía ở lại. Trời ơi tía, con nghĩ là không có gì đâu tía. Giống như vậy nè, không phải là anh chị không muốn giữ chân của tía, mà giống như là chắc là không thích con, mà không lẽ tía bỏ con đi về mình. Thì nếu mà giữ tía lại thì tía giữ con ở lại đó, chẳng lẽ không thích con thì giữ tía lại làm chi. Con nghĩ là vậy đó tía. Chắc là ghét con nên mới để cho tía đi về, chứ trong lòng anh chị cũng muốn tía ở lại lắm. Con đừng có an ủi tía. Con của tía đẻ ra, tía hiểu tính nó mà. Mà thôi, bỏ qua đi. Giờ bé hát bài nào cho tao nghe. Trời ơi tía, con hát gì? Giờ mở radio có bài nào nhép theo bài đó tía. Rồi tía. Tâm trạng ghê tía ha. Nhạc vui quá. Má, thôi mà má ở lại chơi với con đi má. Nặng quá trời, để con xách cho. Má, tôi đã trả chìa khóa cho mấy người, trả lại không gian cho mấy người luôn, không có giữ gì hết trơn á. Trời, bây giờ để cho tôi đi về. Giữ tôi lại để xét đúng không? Không, không phải. Xét coi xét có gì không. Trời, có không? Rồi. Má ơi. Thôi rồi thôi ha, tôi đi. Thôi được rồi, giờ má về phải không? Về. Để con đưa má ra bến xe. Không cần, tôi đi xe ôm được rồi. Con kêu taxi cho má đi. Không cần, tôi đi xe ôm được rồi. Kỳ quá à. Má. Xe ôm. Dạ có. Chạy đâu vậy bác? Ra bến xe miền Tây. Dạ rồi. Má ơi. Rồi lên xe luôn bác ơi. Má.
đây nè Vũ. Đây đây, để con xách cho tao. Sao chờ Vũ lâu không? Dạ không Vũ, đâu có lâu. Đồ đồ đạc của con đâu rồi? Gửi xe rồi hả? Có chắc là không quên gì không? Dạ không, con không quên gì đâu Vũ, đồ ít lắm. Thôi uống cà phê à, xe chưa chạy đâu. Dạ mua vé rồi. Ra cho tôi lên trước, cho tôi lên trước. Ủa trời ơi. Hả? Dạ, về quê luôn hả? Về quê. Trời ơi, tôi cũng về quê nè. Ủa đi xe này hả? Đi xe này. Mua vé rồi hả? Mua vé rồi. Còn con gái nuôi tôi đó. Chào chú đi con. Dạ dạ. Ủa sao nuôi nào tôi không biết ta? Từ từ lên xe tôi kể cho nghe. Vậy hả? Bắt tay. Xe sắp chạy chưa? Chưa tới giờ đâu. Lại đó uống nước chút xíu đi rồi nửa tiếng nữa đi. Nửa tiếng nữa được không? Dạ. Bây giờ thôi mình đi kiếm quán nước mình ngồi mình tâm sự đi. Dạ, để đi con. Hên quá. Dạ, để đi con. Để chú xách cho. Tám tám có gì không? Để tôi xách luôn cho. Không có ha, thôi dịnh dịnh tay. qua anh kêu uống nước. Nhà tôi với nhà bà gần hết là tôi lo cho bà xong rồi tôi đi bộ về nhà chút xíu, có gì đâu mà phải lo. Thấy không? Về đây. Thấy cái người nó khỏe ra gì đâu. Wow. Nhà của chú đẹp không? Quá à. Nhà mình nè con. Cái nhà này dễ thương lắm. Ơi, con xì xì à. Có gì đâu ghê gớm vậy. Rồi thấy không? Tên đây. À. Về phé gì đâu. Đây, để vào đây đi dạ. Con. Rồi. Ê, nó nghe. Nè, nghỉ mệt chút đi. Ôi chú cha đi. Tên đây đó không ai dọn nhà dọn cửa. Coi nè, bụi không mà thấy không? Đâu có sao đâu, trời đất ơi. Ở đây không khí trong lành mà, ngồi nghỉ mệt chút xíu cũng được chứ gì. Vũ con đem đồ vô trong đi con. Sẵn cái giếng nước kìa, rửa mặt đi cho nó mát. Dạ. Không, nhà coi vậy chứ mà đảo mắt cái hết trơn hết trọi à. Dạ, vậy con vô trong rửa mặt tay chân cái nha. Con đi nha chú. Dạ. Quá đã quá đã. Hít vô sâu cái nó khỏe. Chưa ha. Giờ mình về mình hít thở không khí ở Sài Gòn nó ngột ngạt quá khó chịu bít bùng làm sao à. Đã ghê luôn. đè nhau hết cho nhiều không khí đâu ra vậy ông nội. Sao hả? Sao tự nhiên rồi biết là tôi gì à? Mà lết thay qua đây ạ? Thì ra là bà trách tôi tại sao qua đây á hả? Hả, ý là bà sợ là tôi ở đây là kỳ đà cản mũi á hả? Đó, trời đất ơi, ổng biết ổng là con kỳ đà luôn mà cản mũi nữa. Trời hay thiệt, công nhận vỗ tay quan hô. Trời ơi, ai nghĩ gì vô duyên hả? Rõ ràng luôn kìa. Sao ổng nào có mặt ông cũng cao có, mặt ông lúc nào cũng xéo sắc người ta mà. Mới gì về cái mà chưa nói câu gì, mỏi nhọn ra nè, phóng dao ra rồi. Ủa chứ mắc mớ gì? Mắc mớ gì về với cha tư mùi? Hả, bữa hôm đó ở trên thành phố đó là tôi nói là về chung với cha con tôi đi, không chịu về. Một hai không, tôi bận tôi ở lại. Thì ra là hẹn hò để về chung với cha Tư Mùi. Vậy, đó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà. Đúng rồi. Người ta nói là con người ta mà có duyên á thì thường thường hay ngẫu nhiên gặp nhau lắm. Có nghe ông bà người ta nói không? Nghe ông bà nói chưa? Nói gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi với ông mà vô duyên đối diện bất tương phùng á gì đi. Ở đâu ra vậy? Trời ơi, con mắt liếc thì ớn không? Trời ơi, trời ơi, chắc lẻ đó. Bác Nam, anh Thế. Ủa? Chào bác Nam. Con ảnh cũng về đây hả? Thì đó, nè, cái lý do đó mà tôi á chần chờ tôi không về là bởi vì tôi muốn dắt con ảnh này về đi luôn. Xin thưa với ông, bây giờ nó là con gái nuôi của tôi. Ủa? Đó, cho nên nó về đi, ở với tôi. Trời ơi, vậy là tốt quá trời rồi. Bây giờ là không về chung với lại cha con ông, ha, ha, ha. Tốt. Tôi nói cho bà nghe, hoàn cảnh của nó thì cũng có nhiều cái khổ sở. Giờ ở trên thì nợ nần nó dí, bà đưa về đây ở là đúng rồi đó. Tôi hoan nghênh. Mà bây giờ muốn quan ngân cái chuyện đó là mình phải làm tiệc tùng gì này nọ ăn cho nó vui chứ. Đúng rồi. Đúng rồi tía. Con về nhà mình con bắt hai con gà nha tía. Ồ. Về nhà bắt hai con gà liền. Dạ. Dạ. Đi với tôi không? Qua nhà coi nhà tía tôi làm sao? Dạ, vậy tôi vú con qua nhà anh Thế phụ anh Thế nha vú. Dạ qua bệnh chơi chút đi. Dạ. Dạ. Giờ đi nha. Dạ, đi đi. Con đi. Dạ con đi nha chú Tư. Con đi nha Bắc Nam. Con đi nha vú. Qua không cần làm gì hết á. Cô tôi làm được. Trời ơi, đi cắt cổ gà chung mà nó cũng mắc cỡ nữa.
tắm. Thôi dạ, về. Dạ, tôi về ha. Về. Ờ, tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ xong cái qua đây tôi ăn. Tắm luôn. Ờ, đúng rồi, về qua. Làm gì? Ăn. Sao cha này tôi nói thiệt á, không ai mà mặt dày như ông. Bây giờ già rồi đúng không? Đi xe từ trên thành phố về tới đây mệt mỏi tắm rửa xong mình lên mình nằm phè phỡn ở trên giường cho nó khỏe. Xong nghe ăn giọng cái nhào quá đi ăn là sao? Đói, 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 đói. Ủa? Ủa? Mất miếng ăn cũng lộn gan lên đầu chứ bộ. Ủa? Thôi về, đó, về, đó, về, đó, về. Tôi nói thiệt ông nha, tôi dư sức đem 10 con gà qua đây mừng để mà đãi mọi người nha. Nhưng mà tôi thích ăn gà của ông mà ở nhà của Tám cho nó đã khỏe. Ơi, anh nói nè, thôi giờ giờ tôi cũng vô tôi tắm rửa xong tôi làm thêm mấy món mà mình nhậu chung luôn ha. Đó, thấy chị Tám không? Hào sảng, sảng khoái, rộng rãi chứ phải keo kịp mỏ nhọn nhông đâu. Mệt. Ông nói đúng á. Ừ, bà vô bà tắm rửa đi, rồi lấy nước tắm rửa ra nấu nước súp đãi ổng đi. Có điện không? Có điện không mà nấu nước súp bằng cái nước đó hả chay già mỏ nhọn. Mệt rồi, về cái gây lộn mà. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Chúc mừng chị nha. Dạ. Chúc mừng chị á, hãnh diện lắm mới có một đứa con trai đỗ đạt thành tài như vậy. Trời ơi, đậu thạc sĩ ngành kinh tế luôn. Du học ở Mỹ về, hạnh phúc quá còn gì bằng. Chúc mừng chị. Dạ. Thật sự là gia đình tôi rất ngưỡng mộ gia đình của chị. À, chúc mừng cháu nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ. Giờ phúc đức của ông bà tổ tiên á mà con tôi nó mới được như ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây. Dạ, con cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, đặc biệt là cảm ơn cô chú. À, gia đình con đang phát triển kinh doanh tốt đó. Học thạc sĩ bên Mỹ về đó, phải làm sao phát triển cái kinh doanh của gia đình mình càng ngày càng rạng ngời nghe con. Dạ, nhất định rồi, con sẽ làm cho gia đình con thật hãnh diện. Còn hơn cha là nhà có phúc mà. Chắc chắn là thằng con trai tôi sau này nó sẽ giỏi hơn vợ chồng tôi gấp bội lần luôn. Hồi đó vợ chồng tôi có học hành gì đâu, cũng đi từ bàn tay trắng đi lên thôi. Đúng không con? Dạ. Bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng học hành tới nơi tới chốn. Dạ. Được ba mẹ cho ăn học đầy đủ hết. Giống như con của ông bà Đặng ở đây nè. Nghe nói cháu đang học ở trường Đại học Mỹ danh tiếng hả? Dạ. Đúng rồi. Cháu cũng đang học quản trị kinh doanh. Trời ơi, sắp tốt nghiệp rồi. Về là sẽ cùng với lại ba nối nghiệp thôi. Không có dấu gì anh chị với gia đình của em. Thì con trai của tôi á, vốn dĩ nó đã là thông minh rồi. Rất là lanh lẹ. Có thể nói là trí tuệ luôn. Dạ. Tôi chưa thấy đứa con trai nào mà ham học như nó vậy đó. Không. Vợ chồng tôi đang cho học bên Mỹ, chuẩn bị đổ là cái bằng thạc sĩ. Mà chúng tôi muốn cho nó ở lại học tiếp để đổ luôn cái bằng tiến sĩ luôn. À, sau này giỏi giang học thành tài á, sẽ đưa hai vợ chồng tôi sang bên đó định cư sống bên Mỹ luôn. Trời ơi, vậy là vợ chồng anh chị có phúc quá rồi. Không biết á, có phúc hay là quả đây nữa. Chị nói gì vậy? Ừ, tôi tưởng anh chị phải biết rõ con trai mình hơn chứ. Con trai của tôi á cũng du học ở bên Mỹ, cùng trường đại học với con trai của anh chị. Nó gọi và nó nói con của anh chị năm nhất á, đã lêu lỏng, không chịu học hành, ham chơi. Ủa, chắc là chị nghe nhầm á chứ con tôi làm sao có vậy. Nó đang chăm chỉ học tập lắm mà. Anh chị á, tỉnh ngộ lại đi. Tiền mà anh chị á, gửi sang bên Mỹ, con của anh chị á, dùng để ăn chơi, quậy phá, không chịu đi học. Con anh chị đã bỏ học mấy tháng nay rồi, anh chị có biết không? Nè chị, chị ở đâu mà chị nói con tôi như vậy? Vợ chồng tôi mới sang Mỹ, học lực của con tôi ở bên Mỹ là thuộc dạng loại tốt. Nè, đừng có hồ đồ như vậy nha. Chắc là chị nhầm rồi đó, chứ không phải vậy đâu chị. Tôi không có nhầm đâu. Nếu như anh chị không tin á thì cứ gọi điện sang bên trường đại học ở bên Mỹ kiểm chứng đi, rồi sẽ biết. Tôi nói chị nè, con tôi không phải là loại người hư hỏng như vậy đâu. Chị phải rút lại cái lời nói của chị, nếu không á, tôi không để yên đâu đó. Thôi thôi thôi, mọi người bình tĩnh đi. Bây giờ mình nhập tiệc lại đi. Chứ đúng rồi, cái chuyện này mọi người để qua sau rồi tính đi. Còn dạ, bây giờ cứ chung vui với gia đình tôi. Còn chuyện này mình tính sau, bỏ qua đi ha. Dạ. Dạ. Thôi thôi, mọi người dùng đi. Tôi xin phép tôi qua bàn. Dạ, bên kia nha. Thôi bỏ đi em. Mời anh chị. Con mời chú. Dạ, hay là mình gọi điện qua bển thử coi.
mình qua bên bây giờ mình ngồi ở đây nói chuyện không tiện. Dạ. Mình về nhà nói tiếp đi. Điệp. Đi. Tôi xin phép nha. Xin phép nha. Chào. Sao về sớm vậy anh chị? Anh chị Đặng. Trời. Gia đình thông cảm giùm cái nha. Tía, cho con qua nhà dì Tám nha tía. Bên kia khách ta tới quá trời kìa tía. Mày vô duyên vậy. Khách nhà người ta, bộ khách nhà mày, sao mày qua mày tiếp? Người ta có cần mày tiếp đâu. Quýnh cờ đi, tập trung vô. Trời ơi tía ơi, tía có nghe không? Tía thằng cò nó đang cười với ánh kìa tía. Quýnh cờ, lo tập trung quýnh cờ đi. Nhiều chuyện mà. Mày đi cái đứa cờ gì không tập trung à chiếu à. Thua rồi đó. Đường nào còn nữa gỡ. Con thua tía rồi. Vậy thôi, nghỉ như tía. Không, chơi tiếp chứ. Trời ơi tía ơi, tía thắng con 10 gián rồi đó. Bởi tao thắng mày 10 gián, mày là thanh niên, đúng không? Ít nhất mày cũng phải gỡ một gián danh dự chứ. Đâu có 10 gián rồi bỏ không được. Xếp lại, cho lại, nè. Trời ơi, làm sao con thắng được tía? Tía chinh chiến bao nhiêu năm trời rồi, con mới chơi được có 2-3 tháng nay, làm sao con thắng được tía? Mày nói vậy là bậy rồi, không? Mày phải chơi siêng năng, tập trung vô bàn cờ. Mình đấu là mình phải đấu trí nè, thấy không? Mày không tập trung vô mày thua là đúng rồi. Tía, hay là còn như tía, mình đem bàn cờ này qua nhà dì Tám chơi đi tía. Dù sao dì Tám cũng là thông gia với tía, thì coi như là qua đó chơi. Tía chơi với Tám, còn con chơi với anh. Mày nín đi, sẽ ăn rồi mày cứ đòi qua chơi với bên nhà vú Tám mày hoài vậy. Tao xui gia dù gì đi nữa, tao không phải giữ mặt mũi của tao chứ. Không lẽ giờ tao đi qua bên bển thì thiên hạ người ta dị nghị, không có được. Ở nhà chơi cờ giờ tướng với tao. Con năn nỉ tía. Không lẽ nguyên cái đời trai của con, không lẽ con ngồi con mốc mà con chơi cờ như hoài. Con ế luôn cho tí vui lòng. Mày ế cũng được, cũng phải chơi cờ. Trời đất ơi tí ơi, mày ế với tao đâu có ế đâu, tao sợ. Quay tiếp. Trời ơi, nhà ta đông vui vậy, hôm qua chơi ngồi đây cứ hai người lúi lúi chơi hoài. Mày tập trung vô bàn cờ được không? Mày không thắng tao bữa nay, ngày mai tao bắt mày gỡ. Không thắng ngày mai, bắt ngày mốt phải gỡ. Tía. Trời ơi tía ơi. Tía. Mày làm gì vậy? Không. Mày làm như thằng khùng điên vậy. Ăn được cái chăm bẩm ở bển hoài. Bển có gì đâu. Con ngựa mà mày đi như con voi vậy đó hả? Trời ơi, cho con qua bên đó đi tía. Mày nín đi. Bây giờ tao hỏi mày nè. Mày là con của tao hay là con bà Tám Vú? Con bà Vú Tám. Thì con là con của tía. Mà sao mỗi lần á đi thì thôi, về cái là mày thọt, mày thóc, mày tóc qua bển hoài vậy? Thì bên nhà Vú Tám vui mà tía. Vui. Làm gì mà anh vui? Thì trời ơi tía ơi, tía đừng có hỏi con nữa. Mà thôi tía ơi, bây giờ mình qua đó chơi đi, xu gia của tía mà. Chơi cái đầu mẹ. Bậy tùm bạ không. Tao ra một quyết định cuối cùng, mày không chơi hết cái bàn cờ bữa nay nha. Tao cấm mày không bao giờ được qua bên nhà bà Tám Vú. Bà Vú Tám. Cho mày quyết định đó. Cái thằng con trời đánh này, nó không chịu nghe máy à. Anh không liên lạc với con được luôn hả anh? Trời ơi, em lo quá, không biết có làm sao không nữa. Mà cái lời nói của bà ta là thiệt hả anh? Hả? Thấy không, anh điện thoại nè, chuông đổ nè, mà có chịu bắt máy đâu. Rồi cái giờ thằng khốn sao này. Anh? Anh có điện cho bạn bè nó rồi. Cái kiểu này á, chắc chắn thằng Quốc nó bỏ học rồi. Thiệt hả anh? Mọi người nói vậy hả? Anh sẽ qua Mỹ,
anh cho nó một trận. Nó mà chống anh á, anh lôi nó về luôn. Thôi thôi anh, từ từ khuyên bảo dạy dỗ con, anh đừng có đánh nó. Lỡ mà nó không nghe lời mình, nó chống lại rồi lỡ có chuyện gì xảy ra mất công lắm em anh hay ơi. Quá ha, em hay quá. Em tưởng đâu thằng Quốc là 5-6 tuổi hả? Bây giờ nó 24 tuổi rồi. Em nhớ đi, lúc anh 24 tuổi á là anh vừa đi học vừa đi làm, để đổ bằng đại học, để làm kinh tế. Rồi bây giờ nó làm sao? Nó chỉ biết làm theo ý của nó thôi à. Mà tất cả cũng tại em hết đó. Em thương nó quá, em chiều nó quá. Rồi bây giờ nó mới ra nông nổi vậy đó. Thôi mà anh, anh nóng giận vậy rồi lỡ con có chuyện gì làm sao mà em sống nổi. Từ từ rồi mình tính nha anh. Em tính tới bao giờ vậy? Nói nó một câu, nó trả lời một câu. Kêu nó đi học để đi làm. Anh hết biết nói gì rồi. Vũ ơi Vũ, Vũ ơi. Trời, dừng bữa nhà mình sai trái quá trời luôn đó Vũ. Ồ dạ. Dạ. Dường bụi mình sai trái lắm hả? Dạ đúng rồi. Vậy mà mày báo với tao giống như là cái giường bưởi nhà tao rụng hết vậy đó anh. Trời không phải đâu Vũ. Còn hốt hoảng ở đây á là tại vì giường bưởi hả? Nguyên một cái xã của mình vậy nè. Rụng hết. Đặc biệt là giường bưởi của Vũ không rụng một trái nào. Vậy là con muốn giường bưởi nó rụng hết anh? Đâu có đâu. Con vui quá, con mừng quá. Con mừng quá tại vì... Con vui hả? Dạ đúng rồi, không có rụng một trái nào hết trơn á. Mà con vậy là vui đó hả? Đúng rồi, con hạnh phúc lắm. Mà con buồn sao? anh giờ tôi hiểu rồi anh. Trời ơi, con biết sao không? Dạ. Nói nào ngay là Vũ cũng chăm sóc cẩn thận dữ lắm. Nhưng cái đó mình có phước, mình may mắn con ơi. Cái đó mình may đó. Hay, chứ không thôi á, mà nó rụng hết á là Vũ buồn lắm. Tao cực quá mà. Dạ. Mà Vũ. Gì con? Hay là giờ con tính vậy nè. Ừ. Con phụ Vũ thu hoạch bưởi. Không có lo. Nói nào ngay đó giờ Vũ làm mình ơn à. Cũng được chứ sao đâu. Bay cứ đi bán. Còn hãy mà rảnh về á, quẩn quẩn rồi phụ Vũ. Có làm sao đâu. Nghĩ là bay á, nghĩ bấm bánh mì chi cho nó uổng. Vũ. Hả? Vũ tốt với con quá à. Vũ vừa cho con ở nhờ nhà nè. Rồi Vũ giúp con nhiều việc quá trời luôn. Đủ thứ trên đời hết á. Sao Vũ tốt với con dữ vậy Vũ? Mắc cười quá. Sao có nhiêu đó mà bay cứ thắc mắc hoài vậy? Bộ tụi bay nghĩ sống tốt không được ha? Sao mấy người tốt rồi bị nghi ngờ ha? Xấu rồi mới đúng hả? Thôi con, bỏ qua hết mấy chuyện cũ đi. Nghe, mình sống bây giờ mình phải nhìn phía trước, nhìn tương lai. Ai có nhìn ngược mà sao lưng hoài chứ nó đau khổ. Bỏ đi, nói nghe nè. Càng ngày Vũ thấy con càng đẹp. Đẹp á. Chung quanh đây á, ai ta cũng hỏi đầu ra con đuối con nuôi đẹp, đẹp quá trời đẹp. Vũ này cứ ghẹo con hoài. Nó ngủ say sưa đại ca. Dễ thương dễ sợ. Ảnh ơi. Ảnh. Bệnh hả cưng? Hả? Trời ơi, tội nghiệp quá à. Quay mặt qua anh nhìn cái coi. Đâu dở ra coi. Hả? Đồ cúng. Đồ cúng. Mần đi, mần đi, đại ca vô mần đi. Em đi ra ngoài em đứng em coi. Khó quá à. Lẹ lên. Anh nữa đại ca, nữa đi đại ca. Ủa, vậy? Trời ơi. Ở đâu ra đây? Ở đâu đây? Hả? Ở đây
cái nhà này của ảnh mà. Ảnh nào ở đây? Phòng của tôi. Phạm Băng Băng, trời ơi không có ảnh nào ở đây cả. Hả? Trời ơi Phạm Băng Băng, em mới tới đây được có 2 ngày nè, mà anh đi kiếm ảnh nào, chỉ có em thôi hà. Trời ơi đâu ra trai đẹp vậy trời, hết hồn à. Ở đây không có ảnh nào hết trơn á, chỉ có em thôi hà. Em Phạm Băng Băng. Bớt giỡn nha, nha. Em đâu nói giỡn đâu, em thiệt, em nói thiệt. Cái gì vậy? Trời ơi, ngồi đây nói chuyện với em. Đi đâu vậy? Vô đó với nó đi. Hả? Ê, anh đi đâu vậy? Đại ca. Ê, anh ở đây với em đi, đừng đi nữa mà. Lại má, anh này, lại má, bắt hai cho con đi. Anh ơi, đừng có đi mà, ở lại đây với em đi. Anh. Con lại má, bắt hai cho con đi. Trời ơi. Anh. Con sợ quá quá mà. Ủa cái gì mà kỳ vậy trời? Tôi đẹp rạng ngời vậy mà, sao hai trai đẹp vô kiếm tôi cái tự nhiên? Dựng hết sức à. Ở bánh mì đi anh hai. Ừ để anh mua. Người đẹp bánh mì của em đây rồi. Bán cho em 2 ổ bánh mì nhiều thịt nha chị. Trời, hôm nay Phong cho chị là người đẹp bánh mì luôn á hả? Dạ. Chị sẽ cho em thiệt nhiều thịt, ăn cho no tới trưa luôn. Dạ. Nghe được đó. Chị bán bánh mì nhiều thịt nhiều chả. Lỗ quá thì đừng có rủa tụi nhỏ nghe. Trời, không có đâu chị. Em thấy tụi nhỏ ăn ngon là em vui lắm rồi. Bánh mì của chị nè. Ai cũng thương tụi nhỏ như chị thì hay biết mấy. Em cảm ơn chị. Rồi, giờ chị làm cho hai đứa dạ. nha. Dạ, tiền nè chị. Chờ chị chút, chị làm cho hai đứa rồi chị lấy. Dạ. Rồi, hai ổ của mấy đứa nè. Dạ. Rồi đủ rồi hen. Đi em. Hôm nay đắt hàng quá ta. Anh chở khách về rồi hả? Ừ. Tôi tranh thủ chở khách rồi về sớm nè. Tính mở hàng cho anh. Ai về đâu á, anh bán đắt quá trời. Sao? Đợi anh mở hàng á là tôi bán ế cả ngày luôn đó. Thôi, bây giờ còn nhiêu ổ? Ba ổ hả? Tôi mua mẫu hết cho. Trời, anh làm gì mà ăn tới 3 ổ dữ vậy? Trời, thì giờ tôi ăn ổ, chiều ăn ổ, tối ăn ổ. Nè, mới có tiền nha. Vậy chờ tôi một chút nha. Ừ. Bán hết sớm vậy á, bắt đầu từ ngày mai anh phải cho thêm nhiều bánh mì lên, chứ để mất khách uổng lắm. Tôi định chút đi lấy bánh mì nè. À, tôi cho nhiều ớt lắm rồi đó. Sao đàn ông gì mà ăn ớt nhiều thế sợ luôn à. Tôi cũng không biết nữa, mà không có ớt á là tôi ăn được á. Tôi thích ăn ớt lắm. Má tôi nói á, đàn ông mà ăn ớt nhiều á là không có sợ vợ bắt nạt. Má của anh nói vậy hả? Ừ. Hay ta. Hay là cái này là má tôi cũng biết nè. Nên hả, khi mà bạn bầu tôi, má tôi ăn nhiều ớt cho tôi cũng thích ăn ớt, để mai mốt cái số tôi á là không bị vợ bắt nạt. Nói thì hay lắm. Anh lo kiếm vợ đi kìa. Bây giờ anh chưa có vợ, chưa biết được à nhen. Mà anh nè. Kiếm vợ khó không? Hay là anh, anh kiếm giùm tôi đi. Vô duyên quá à. Tôi có phải là tía má gì của anh đâu mà tự nhiên kiếm vợ cho anh. Vợ của anh tự kiếm đi chứ. Tôi không có ý đó đâu. Xe ôm ơi xe ôm, có ai chạy xe ôm không? Dạ có chị. Anh bỏ bịch giùm tôi. Xong chưa, ổ kia xong chưa? Chờ chút nha chị. Còn ổ chưa xong, hay là anh cứ chở khách đi đi rồi có gì anh Hoành về anh lấy sau nha. Dạ tôi để lại đây nha, tôi dặn tiền rồi đó. Ba ổ này của tôi không được bán cho người khác nghe chưa? Rồi tôi biết rồi. Tí tôi quay lại, tôi ăn đúng ba ổ này, ổ khác tôi không ăn á. Trời ơi, trời được rồi. Sao ôm hả chị? Nhanh đi chú. Dạ. Nhớ nha, để lại cho tôi đó. Nhớ rồi, anh yên tâm đi. Chị ơi, chị đi đâu? Chở tôi ra chợ. Dạ ra chợ. Ngồi chắc nha chị.
Sáng nay ông Đặng đâu mà để Phụng đi một mình vậy? Dạ, anh qua bên Mỹ rồi anh à. Ủa, sao ông lại qua bển? Anh là bạn thân của vợ chồng em. Em cũng không giấu gì anh. Em nghe nói thằng Quốc nó bây giờ bỏ học, chỉ biết lo ăn chơi thôi anh Minh à. Trời đất, có chuyện này nữa à? Tôi nhớ hồi nhỏ nó học giỏi và ngoan ngoãn lắm mà. Nhưng mà chuyện này Phụng nghe ai nói vậy? Người đó có đáng tin cậy hay không chứ? Đó là thật cho nên em mới đau lòng anh à. Em hỏi bạn bè ai cũng nói vậy hết. Em buồn lắm. Mình lo cho tương lai của con. Để rồi bây giờ bao nhiêu công sức của em mới đổ sông đổ biển hết. Phụng à, thôi Phụng bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Để cho ông Đặng qua bên đó hỏi coi thằng Quốc có như vậy hay không mới được chứ. Hả? Ước gì anh ở đây giờ này. Ước. Làm tôi hết hồn à. Làm gì ngồi đây vậy? Trên mít có gì đẹp đâu mà nhìn. Tôi làm gì kệ tôi. Sao tối ngày anh cứ rình rình tôi đi hù tôi vậy? Tặng cho tôi hả? Đẹp quá ta. Tự nhiên nói tặng anh, ai biết anh ra đây đâu mà tặng. Trời ơi, nói vậy buồn nha. Tôi nghĩ chạy xe ôm á là tôi có hẹn với anh ra đây phụ anh hái trái cây. Vậy mà nói một cái lời phũ phàng. Kìa, trái cây kìa, nguyên một vườn luôn, anh hái đi. Đi rồi. Ê, hái trái mít rồi nha. Trời ơi, trái mít còn non, sao tự nhiên anh hái? Thì nó cũng là trái cây, hái luôn cho rồi. Anh qua đây giúp tôi hay là anh phá vườn nhà tôi vậy? Giúp anh. Giúp tôi mà trái cây còn non, anh đòi hái vậy đó hả? Thì tôi giúp, trái nào tôi cũng hái hết luôn cho. Anh rảnh quá ha. Trời ơi, mét vú 8 bây giờ, anh qua nhà tôi anh phá nhà tôi đó. Lộn, phá vườn nhà tôi. Thôi tôi xin lỗi. Thôi giờ anh về chạy xe ôm đi, tôi không cần giúp. Ê, đâu, trả đây. Thôi thôi. Tắm chưa? Trời. Mới hỏi gì vậy? Tôi xin lỗi. Không có. Thơm. Tại vì tôi trời ơi. Tôi hơi liệu chút xíu thôi. Ý tôi hỏi là tôi có điều này muốn nói với anh nè. Nhưng mà anh nhắm mắt lại đi rồi tôi hẳn nói. Cái gì phải nhắm mắt mới được? Anh nhắm mắt lại đi, thiệt sự là tôi mắc cỡ lắm. Tôi cũng mắc cỡ lắm. Anh nói gì nói đi. Anh nhắm mắt đi tôi nói. Thì cứ nói đi. Mệt quá nói gì tới sáng luôn đó. Nhắm mắt lại đi. Tôi nhắm rồi đó. Gì? Anh à. Thật ra tôi có điều này muốn nói với anh từ lâu lắm rồi, mà tôi vẫn chưa có dịp. Bây giờ tôi quyết định nói với anh nè. Anh tắm chưa? Nè nè nè. Vô duyên quá hả? Nè. Không phải. Trời ơi. Thiệt á. Tôi đã nói là tôi nói không được. Anh phải nhắm mắt lại tôi mới nói. Tự dưng anh mở mắt ra giữa chừng chi. Tôi chưa thấy đàn ông con trai nào mà hả nói chuyện vô duyên với anh á. Tối ngày cứ hỏi tôi cái gì chưa hoài à. Trời ơi. Giờ làm sao trời. Thôi giờ về đi. Bây giờ tôi cho anh cơ hội nữa đó. Một cơ hội nữa thôi đó. Nói đi. Tôi quyết định rồi. Bây giờ tôi sẽ nhắm mắt lại. Anh sẽ nói những điều mà tôi thích nghe. Cho tôi lấy tinh thần trước. Nhắm mắt lại đi. Những điều tôi thích nghe nha. Vậy thì tôi nhắm mắt nha. Nè. Rồi tôi nhắm mắt rồi nè. Anh nói đi. Bình tĩnh nha. Hít vô thở đi, hít vô thở ra mấy lần đi. Đó đúng rồi. Có gì anh đếm 10 lần đi rồi tôi nói. Rồi anh nói đi anh. Anh nói đi, tôi nghe nè. Anh không nói tôi nói à. Anh tôi thích anh. Ủa,
anh không phản ứng, anh đồng ý rồi nha. Ủa? 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 Anh đánh đánh đâu rồi? Trời đất ơi! Trời ơi! Người ta lấy hết tinh thần, người ta nói ra cái câu quan trọng nhất vậy mà đi đâu mất tiêu rồi. Ha 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 ha